Kính chào quý bà con đã trở lại với A Tri Thuận Thiên. Kênh chúng tôi chuyên về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và kỹ thuật cây trồng. Video hôm nay sẽ là phần 1 của quy trình hướng dẫn làm bông mít. Bà con nông dân chú ý, để cho cây mít làm bông đạt, cây mít cần phải ra được hai cơi đọt. Cây phải có đủ lá và đủ điều kiện làm bông. Vì lá đóng vai trò quan hợp và tổng hợp chất dinh dưỡng cho cây trong giai đoạn này một bà con tưới diệt tuyến trùng gốc bằng sản phẩm diệt tuyến trùng ATT. Sau đó, phun thuốc bảo vệ cây ngừa bệnh nấm khuẩn và sâu hại bằng sản phẩm. Thuốc trừ bệnh, sạch bệnh 1102 ATT. Hai, tiếp theo, bà con cần ức chế sinh trưởng ở phần rễ. Chú ý trong giai đoạn này, cần tạo khô hạn, cắt nước cho cây. Bón súp bờ lân, hoặc lân long thành. Phần trên, bà con phun kích bông bằng phân bón kích bông Hoàng Hải ATT. 3. Sau giai đoạn 2 từ 10 đến 15 ngày. Bà con tiếp tục phun kích bông Hoàng Hải ATT. Vị trí cần phun là dạ dưới của cành cái, tránh phun ở các vị trí không cần thiết. Bà con nên quan sát lá ngoài đầu cành thời điểm này đã già chưa? Nếu chưa, trong quá trình phun kích bông phun luôn tán ngoài để làm già lá. Chú ý phun kích bông 2 đến 3 lần tùy vào thời tiết. Nếu mưa nhiều thì phun nhiều. 4. Sau khi kích bông lần một 3 ngày. Bà con tiến hành cắt tỉa cành. Chú ý, đây là lần cắt tỉa cuối cùng để cây bước vào giai đoạn dưỡng bông nuôi trái. Tiến hành bấm bỏ các cành tâm, cành rác. Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm và tư vấn kỹ thuật. Quý bà con nông dân vui lòng liên hệ các số điện thoại được gắn trên video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký và theo dõi phần 2 của quy trình hướng dẫn làm bông mít tại kênh của chúng tôi. A Tri Thuận Thiên cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.